xin chào anh em nha. Nếu mà anh em đang theo dõi bên em thì hôm nay có một tin vui cho anh em. Lên cho anh em combo dòng sản phẩm Bu Lông 550 giá cực kỳ sốc, giảm lên tới 500.000. Để như con này sẽ không còn xa lạ đối với những anh em nữa. Đầu của nó sẽ là đầu 1/2. Dòng này thì sẽ có cho anh em rất là nhiều màu, màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu xám nha. Và pin hôm nay bên em đi kèm cho anh em sẽ là pin 10 cell, có mã là B4000M nha. Rồi khi mà anh em bắn vào nó sẽ có 4 tóc cho mình ha. 4 tóc này sẽ tương đương là tóc 1 là 1000 nè, tóc 2 là 1500, tóc 3 là 2150 và tóc 4 sẽ là 2700. Khi mà mình sử dụng á, bắn ra thì nó sẽ có cho mình là cũng 4 tóc như bình thường nè. Khi bắn ra anh em, khi mà bắn vào cái nút này nó sẽ có cho mình là 3 kiểu bắn ra. Đầu tiên là chế độ dừng 0.2, chế độ dừng 0.5 và chế độ hãm lực lại như thế này. Đó, lát nữa thì em sẽ test cho anh em xem thử với cái ba tính năng này nó sẽ giúp ích như thế nào ha. Đèn sáng này á, thì mình sẽ có thể là bật tắt tùy ý nha. Rồi tắt đi, khi anh em hoạt động vẫn không có đèn nha. Còn muốn bật đèn thì bật nhấn chặn. Đèn lên, đèn lên này nếu mà anh em điểm nguyên á nó sẽ sáng cho mình 20 phút nha. Với dòng sản phẩm này hiện tại sẽ là sử dụng trang pin phổ thông, cho nên nếu anh em mà cảm thấy mình đã có pin rồi, mình không cần mua combo thì có thể mua với mức giá thăng máy, giá gốc là 1810.000, đi kèm cho anh em là một con chiên vít. Một con chiên vít thì anh em có thể chọn lựa màu nha, có rất là nhiều màu cho anh em luôn, màu xanh, màu vàng, màu xám, màu đỏ. À, còn nếu như mà anh em mà mình không muốn cái con máy chiên vít này thì mình có thể mua với cái thang máy, con này là 1.190.000. Nhưng hôm nay em khuyên anh em nên mua combo. Sau khi mà test máy em sẽ báo combo con máy này cho anh em để anh em xem nha. Rồi bây giờ em sẽ tự test máy trên con máy 550 new này, đồng đen xe máy nha. Bây giờ em sẽ bắn ra cái ốc trục này là ở chế độ hãm lực này, nút 3 đó anh em. Đây, một phát ăn luôn nha anh em, một phát ăn luôn. Bây giờ sẽ thử bắn lại vào để thử các chế độ khác này. Đợi em tí. Rồi ok, rồi ok chưa, thử cho anh em về mức 2 này. Ở mức 2 sẽ là chế độ 0.5 giây dừng nha, xem thử nó có ra không. Bắn ra nha anh em, rất là dễ dàng luôn. Đối với cái súng này mà xài trên xe máy thì rất là dễ dàng để mà bắn các loại ốc trục của xe máy nha. Đây, rồi thử luôn cái chế độ cấp 1 cho anh em. Rồi ok, chuyển qua cấp 1 để mà bắn cho anh em nè. Rồi bắn ra nè, mặc dù là một giây dừng 0.2 giây dừng thôi nhưng mà bắn ra cho anh em nha. Test máy rồi, có lẽ là sự chờ đợi cho anh em là combo đúng không ạ? Một thăng, một pin 4A, một sạc, hiện tại bên em đang bán với mức giá chỉ có 1.810.000 thôi nha. Ngày hay đến ngay 753 quốc lộ 13 phường Hiệp Bình Phước thành phố Thủ Đức để có thể chốt vay ngay combo này nha. Ngoài ra nếu mà anh em ở xa thì số hotline hoặc comment phía dưới bên em sẽ hỗ trợ cho anh em nha.